một người mạnh mẽ chững chạc, nhưng hóa ra bấy lâu em đã lầm. Giờ đây em yêu đuối cho ai xem, vì anh vốn dĩ chẳng thèm để ý em buồn đã bao đêm. Giờ đây em có lẽ đã hiểu ra mọi thứ lâu nay anh vô tâm là vì anh vì anh đang thương nhớ ai.